Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu chiếc đầu thu vệ tinh thế hệ mới của VTC, VTC HD2. Đây là chiếc đầu thu thế hệ mới nhất mà mới được ra mắt năm ngoái. Và mình xin phép được mở hộp. Trước hết cũng phải nói với các bạn là mình không hề nhận tiền quảng cáo, nên là mình sẽ đánh giá một cách khách quan với tư cách là một người lần đầu sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền để có cái nhìn tổng quan dành cho những ai mà đang có nhu cầu lắp. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở hộp nhá. Đây, vì bên cạnh đây thì sẽ thông tin thuê bao. Còn đây là giới thiệu về nhà sản xuất này. Đấy. Đấy. Đây. Mình mở hộp này. Đấy, thì khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ có là phiếu bảo hành này. Sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Cái này thì rất là đơn giản thôi. Đây, nhân vật chính của chúng ta là chiếc đầu thu nhìn tổng quan thì rất là khá là nhỏ gọn các bạn nhé. Là lát nữa mình sẽ đo chi tiết về chiều dài và chiều rộng của nó. Đây, ở dưới thì là ủ sạc, điều khiển và pin và dây cáp. Thực ra thì shop mình mua thì họ chắc là họ kiểu họ cũng mở ra để test ấy, nên là bị thiếu mất một dây AV. Nên cái đấy không sao. Bây giờ hầu như là nhà nào cũng dùng các cái tivi màn hình lớn ấy, nên là điều đó cũng không thành vấn đề. Đây, điều khiển thì khá là mỏng. Đây, giống với điều khiển của đầu LTP ấy. Nếu mà ai dùng đầu thu mặt đất thì chắc cũng biết. Dây cáp và pin. Pin này thì lắp rất là tiện khi mà nhà ai mà chưa có thời gian chạy ra mua, mình là có thể lắp được luôn. Giờ chúng ta sẽ đến phần đánh giá về phần nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc đầu thu VTC. Đấy. Thì như mình giới thiệu qua thì là mình mua đầu chiếc đầu thu này ở trên Shopee thì có hơn 600 nghìn thôi. Thì tính ra là nó tính là bao gồm cả thuê bao rồi đấy các bạn. Là 30 nghìn một tháng nhân với 7 tháng thuê bao như shop thông báo ấy thì là khoảng tầm 201. 201 thì đầu thu là coi như là 419 nghìn, coi như 420 ấy. Đấy. Nhưng mà khi mà mình về mình kích hoạt thuê bao ấy thì là đã là được hẳn 1 năm thuê bao đấy các bạn ạ. Chắc là có thể là do chính sách khuyến mại dành cho khách hàng mới có thể đã thay đổi. Đấy. Đây thì về nhìn ngoại quan thì chúng ta sẽ thấy là có 3 nút này, nút tăng tăng kênh, giảm kênh và một nút nguồn này. Đây mình bóc. À, nó là mặt bóng đấy các bạn ạ. Đằng sau này thì sẽ là một hiển thị đồng hồ số và thông tin khi mà chuyển kênh ấy các bạn. Đấy, có số đấy, có thể nhìn nó không rõ đâu. Phần cạnh bên trái thì không có gì. Nó chỉ là một khe tản nhiệt thôi. Cạnh bên phải thì cũng thế, và sẽ là thêm một cổng USB để chúng ta nâng cấp phần mềm hoặc là ghi lại các chương trình. Đấy. Cạnh sau thì sẽ là cổng kết nối chảo này. Một cổng quang để xuất ra âm thanh này, một cổng HDMI để kết nối TV này, và cả ba cổng dây hoa sen dành cho TV đời cũ, và một cổng jack cắm nguồn. Phần cạnh dưới thì sẽ là thông tin về serial và chip để chúng ta khi mà lắp mới thì mình sẽ gọi lên tổng đài để người ta kích hoạt lên các bạn nhé. Kích hoạt nhanh lắm. Mình gọi đâu chỉ có mất hơn 5 phút là đã xong rồi. Đấy. Đây chỉ là một giả để như kiểu là để cắm thẻ thẻ thông minh thôi, nhưng mà thực tế thì chiếc đầu thu này thì chúng ta đã được tích hợp sẵn trong này rồi, nên là sẽ không có. Đấy.
Như mình đã nói ngay lúc đầu ấy thì đầu thu này rất là nhỏ gọn. Đấy. Đây như để nhà ai mà dùng đầu thu cao cộng như đầu Technicolor ấy thì chúng ta nhìn rõ hơn là đầu rất nhỏ. Đây mình có sẵn đầu Technicolor của cao cộng này. Mình cũng nói là mình không quảng cáo cho bất kỳ một hãng truyền hình nào đâu các bạn nhé. Nên mình chỉ là một đánh giá một cách rất là khách quan thôi. Đây. Bạn nhìn qua thôi đây nó đã lọt trong đây rồi. Đấy. Vì do là chiều rộng của chiếc đầu thu này khá là ngắn. Đây. Đây mình so sánh này. Đấy, kéo lên hẳn cổng kết nối đây các bạn nhìn. Nó rất là ngắn luôn. Và nhìn kiểu ngoại quan ấy, nhìn cảm giác là đầu rất là nhỏ. Đây, về chiều cao thì có thể là sẽ là khác nhau đấy. Đây. Đấy. Về thiết kế thì trông đầu của K cộng thì nó kiểu dạng dạng vắt cạnh nó nhiều hơn. Đấy. Còn đầu VTC thì thiết kế nó kiểu nó cứ bo tròn góc cạnh ấy, nhìn không khá là đơn giản. Đây, mình sẽ đo về kích thước của chiếc đầu thu này nhá. Đây. Do thước đầu ngắn mình chỉ lấy thước học sinh 20 cm thôi. Đây. Về chiều dài này, chiều dài của nó là 13,8 cm. Đấy, chiều rộng của nó này. Chiều rộng của nó là tính cả góc trên góc bo tròn nhá, cạnh dài này là 8 cm. Về chiều cao của chiếc đầu thu này là 3 cm. Đấy. 3 cm. Rồi. Về phần cục nguồn thì đây cũng giống như bao chiếc cục nguồn khác thôi, ghi là VTC này. Đấy, nguồn thì là đầu ra là 12V 1A. Đấy. Jack to thì cái này thì cắm vừa cho cả đầu cao cộng luôn các bạn ạ, chắc là thiết kế chuẩn chung nên là nó cắm nó vừa. Đấy. Đây về chiếc điều khiển, đây chiếc điều khiển thì là khá là mỏng. Đấy, nó giống như đầu thiệu điều khiển của đầu cao cộng đời sau ấy, hoặc là đầu LTP nếu mà nhà ai mà dùng đầu mặt đất. Thì đây. Đấy, thiết kế thì nó khác nhá, là đầu LTP chỉ là mặt nhám thôi, đây là nên thiết kế là dạng phay luôn. Đấy, để nhìn trông nó sang hơn. Nút thì bấm khá là cứng tại vì có thể do là mới nên là nút cao su mình bấm chưa được ấy thì nó sẽ về sau mình bấm thì nó sẽ mềm hơn. Đây còn nút nguồn này, nút giảm âm lượng, tăng âm lượng, giảm kênh, tăng kênh và nút OK để hiện lên danh sách kênh này. Đấy. Và sau thì đây nhám để rút chắc kiểu như là không bám lại mồ hôi tay. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu để cắm đầu thu nhá. Đây, mình cũng vừa mới cắm lên chiếc đầu thu thì như mình cũng đã nói là chiếc đầu thu này là có màn hình hiển thị số ấy nha các bạn nhé. Đấy, số thì nhìn trong vừa vặn với chiếc chiều dài của đầu thu này. Đấy, có hiện số và khi mà tắt standby đi thì nó vẫn là hiện đồng hồ các bạn nhé, rất là tiện luôn. Đây, đây do đấy. Rất là tiện luôn. Đây, bây giờ thì khi mà bắt đầu mà mới lắp vào ấy thì chiếc đầu thu nó sẽ khởi động một lúc lâu để có thể là khởi tạo. Đấy, một bút logo huyền thoại của những đầu chảo đời đầu. Đấy. Và sau đó thì đầu sẽ bắt đầu dò kênh. Đấy, khi mà mới cắm đầu lên đấy các bạn thì là đầu sẽ bắt đầu tự động dò kênh luôn. Và mình không cần phải thiết lập ban đầu đó là ví dụ như là cài đặt ngôn ngữ hay là lựa chọn tỷ lệ màn hình hiển thị như nào. Đấy, dò thì cũng khá là nhanh thôi. Đấy.
Đây, về danh sách canh thì đây. Đây, về giao diện đầu thu thì trông khá là hiện đại. Đấy, có 6 mục chính thôi. Đấy, mình để chỉnh lại độ trong suốt nhá. Nếu mà các bạn mà mua dành cho bố mẹ hoặc là thì mình nên chỉnh độ mờ nó đậm hơn một chút nhá, tại vì người già ấy, nhìn nó rất là khó ấy. Đây, đấy. Về danh sách kênh thì nó cũng giống như trên website size thôi. Kênh thì đủ các kênh gọi là thiết yếu để người già có thể xem về tin tức ngày giải trí phim truyện. Đấy. Đấy. Còn đây là danh sách kênh địa phương này. Đấy. Đến đoạn này là thu từ vệ tinh VinaSat 2 của HTV này. Đấy. Có thể thu không đủ kênh đâu, do là nhà đài chỉ định kênh ấy các bạn, nên mình cũng không thể nào can thiệp được. Đấy. Còn khi mà lần đầu mà mình chưa kích hoạt ấy thì chuyển sang kênh thứ hai là sẽ không không kích hoạt được rồi. Đấy. Về các kênh HD thì nếu như là về bạn lắp cho bố mẹ hoặc là người thân ấy, người già xem ấy thì họ nhìn thấy rất là nét. Mình không cầu kỳ xét về cầu không cầu kỳ về hình ảnh hoặc là chất lượng âm thanh thì xem khá là nét đấy các bạn nhé. Không không hề mờ đâu. Đấy, đây là các kênh thiết yếu VTC1 này, xong rồi SCTV1 này. Đấy. Đến đây là kênh nước ngoài thì ít lắm các bạn, chỉ có ba kênh này thôi, HBO, DutchWell và Faction TV thôi. Đấy. Đây. Đấy. Đây, Faction TV là hết rồi, coi như là hết kênh nước ngoài. Cũng gọi là tiền nào của đấy mà, 30.000 một tháng thì chúng ta chỉ xem gọi là nhu cầu giải trí thiết yếu thôi. Đấy, mình nhấn mạnh là thiết yếu. Như đấy, dành cho các bố mẹ hoặc là người thân hoặc là ở các vùng nông thôn. Vùng nông thôn thì xem thì nó sẽ hợp lý hơn. Kiểu họ cũng chỉ xem nhu cầu tivi cơ bản thôi ấy. Đây, đến nhóm này là kênh thể thao của VTVCAT này. Đấy, đủ hết các bạn nhé. Cũng khá là hay là dù 30.000 một tháng mà chúng ta có thể xem được cả giải ngoại hạng Anh hoặc là Serie A League One. Đấy. Rất là hay luôn, vừa rẻ. Giá rẻ. Kinh cái cung phản xạ mà nó kích thích Đây. đặt ra đến năm 2025 tất cả Chuyển kênh thì những khá là nhanh, nó không có gọi là bị chậm trễ gì đâu. Đây, về cài đặt thì đây là dành cho cài đặt dò kênh này, nó cũng chỉ có hai mục này thôi. Đây, mình sẽ quay màn hình đầu thu để cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Về phần menu thì mình đánh giá là khá là hiện đại. Đấy, có 6 mục. Về cài đặt này thì là dành cho dò kênh, thiết lập anten, thì cái này mình cũng không cần quan tâm làm gì, tại vì về thiết lập này thì mặc định do nhà đài họ can thiệp vào phần mềm hết rồi, nên là chúng ta cũng không làm gì được, chỉ có gọi là xem về thông tin tín hiệu nó có tốt hay không hay thôi. Đấy, còn dò tự động là sẽ là tự động quét luôn các bạn nhé.
Đấy, nên mình cũng không làm lại. Về kênh thì chúng ta sẽ có các mục đây. Đấy. Mục khóa này, bỏ qua này, xóa, di chuyển này, sắp xếp này. Đấy. Thì về mục xóa thì chúng ta sẽ không xóa được đâu các bạn nhé. Đây mình làm ví dụ này. Đây ví dụ mình xóa kênh thông tin dịch vụ này, mình ấn nút đỏ để lựa chọn này. Đấy nó bảo là nếu như bạn muốn xóa kênh này thì vui lòng tắt dò tự động cập nhật kênh ấy. Nhưng mà cái này thì họ ẩn mất rồi nên là mình không không, không thấy. Đấy mình thực sự rất là khó hiểu. Còn nếu mà bạn muốn không hiện những cái kênh thừa thãi lên ấy, thì chúng ta chỉ có gọi là bỏ qua thôi. Đây. Gạt sang ấn nút sang bên phải này. Đấy, sau mình ấn nút đỏ để lựa chọn này. Đấy thì nó sẽ mất. Còn ví dụ như mình muốn di chuyển kênh chẳng hạn. Đây. Mình ấn sang bên phải này, sau đó mình chọn kênh này, đây ấn nút đỏ để lựa chọn này. Đấy, sau đó mình sẽ trỏ vào cái kênh ngay đầu này. Đấy, mình ấn nút vàng để di chuyển này. Đấy, nó sẽ họ hiện bằng tiếng Anh là vui lòng lựa chọn di chuyển vị trí ở đâu này, có up và down này thì mình chọn là up các bạn nhá. Up thì nó sẽ đẩy cái kênh thông tin dịch vụ này xuống dưới đây. Đấy, các bạn thấy không? Đây mình chỉ làm ví dụ thôi. Mình sẽ không làm lại. Đấy, về mục lịch phát sóng thì đây. Hiển thị thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó không có gì cả. Đấy. Về mục CA thì là về hiển thị gọi viết tắt gọi là thông tin thuê bao. Và mục nâng cấp phần mềm thì do là phần mềm mới nhất rồi nên là chắc họ đã ẩn đi rồi nên mình cũng chả làm gì được. Đấy. Về mục media thì mình không cắm USB nhưng mà nó sẽ hiện lên là các mục gọi là xem hình ảnh âm thanh và mục ghi lại chương trình. Về mục hệ thống thì đây. Ngôn ngữ này, ngày điều khiển khóa này, cái này mình không hiểu lắm. Đấy, cái này chắc là kiểu khóa khóa trẻ em rồi. Hiển thị thì đây. Đấy. Đấy. À, độ trong suốt này, thời gian hiển thị, thông tin kênh này. Đấy. Về audio thì đây. Về hệ thống thì chỉ có tự động chờ này, kênh bắt đầu. Cái này có nghĩa là khi mà mình bật đầu lên ấy thì mặc định sẽ là kênh bắt đầu là kênh nào ấy. Thông tin hỗ trợ này, đấy nó chỉ hiện tên này thôi. Nó chả có gì cả. Thiết lập PVR này là dành cho những ai muốn ghi lại kênh ấy. Nhưng mà cái này chúng ta cũng không cần quan tâm lắm. Đây ví dụ như xét về dành cho mình người lần đầu mình dùng truyền hình trả tiền đi. Đấy, thì mình chỉ mở những kênh trả tiền thôi để mình lướt qua để đánh giá thôi nhé. Thì các kênh thì khá là nét. Đấy, mình đánh giá tổng quan là khá là nét. Không xét về yếu tố hình ảnh hay là âm thanh thì nhìn qua thì rất là nét. Không đến nỗi tệ đâu các bạn ạ. Đấy, xem cũng rất là nét luôn. Chuyển kênh thì khá là nhanh, không có dấu hiệu bị trễ đâu các bạn ạ. Đây, còn các kênh trả tiền chỉ có 3 kênh này thôi, HBO, Dutchwell và Faction TV thôi. Thì 30.000 một tháng mà, nên là có bao nhiêu mình xem được bấy nhiêu đấy thôi, không thể nào mà đòi hỏi hơn được. Trừ khi mà nhiều thuê bao lắp thì có thể cái VTC sẽ thay đổi nâng cấp kênh sau. Cái đấy thì mình cũng chỉ nói ở đây thôi. Đấy, về kênh tin tức thì nó là SD đấy, nên là hình ảnh cũng không được sắc nét lắm đâu, gọi là đủ để xem thôi. Faction TV này, đây, kênh này thì là HD đấy, xem thì được. Còn nhóm kênh On Sport thì thể thao của VTV Cup ấy thì khá là đầy đủ luôn, không hề thiếu đâu. Đấy. Mình thấy khá là đầy đủ luôn. Còn nhóm kênh VTV thì
chỉ thiếu mỗi kênh VTV4 với cả VTV8 thôi, còn đâu là khá là đầy đủ luôn. Đấy. Để 30.000 một tháng vừa xem được hết các giải đấu thể thao mà không bị phân luồng thì mình thấy khá là được, rẻ. Trừ những nhược điểm ra là thiếu kênh nước ngoài hơi nghèo nàn một tí thôi. Còn để mà xét về vấn đề là dành cho vùng nông thôn hoặc là dành cho bố mẹ hoặc người thân xem thì mình thấy khá là được. Tại vì họ cũng chỉ xem những nhu cầu kênh cơ bản thôi, như VTV1, VTV3 này, các kênh tin tức này, đấy. Xem phim truyện thì chắc có thể kênh Vĩnh Long hoặc là mấy kênh phim Việt. Đấy. Khá là nét luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục liếc một số kênh nhá. Ví dụ như kênh Tây Nam Bộ này, SD thì nó không được săn ép lắm đâu. Bây giờ, còn hai kênh dụ On Music này với cả hoặc là On Kids này thì là họ là chỉ kênh HD thì nhìn xem được, dành cho các cháu khi mà về quê thì xem thì ok. Còn lướt một số kênh SD thì thực sự thì xem gọi là chấp nhận được thôi các bạn ạ, chứ thực sự để mà bảo hoàn hảo thì thực sự không được. Vì mình cũng đã nói rồi đấy, Đây là là 30.000 một dân tháng đa tiền số. nào của nấy, nên là có bao nhiêu mình xem bấy nhiêu thôi. Hy vọng là trong thời gian tới thì VTC À, sẽ có cải hợp lý thiện không? chất lượng Không hình hiểu. ảnh và âm thanh của một số kênh SD này. Hay như kiểu Đấy. không phải là đàn ông Còn gái nữa. đến đoạn này thì là gần như là hết kênh trả tiền rồi đấy các bạn ạ. Còn phần dưới này chủ yếu là chuẩn bị là sẽ là sang là kênh gọi là miễn phí đấy, Chuyện mà gọi là đấy kênh quảng thôi. bá trên vệ tinh đấy. Đấy. Tuy nhiên Các cũng kênh phải trả. cần cần thiết, ví dụ như là VTC 7, VTC 9, VTC 3 thì gọi là những kênh đáng để xem nhất trên VTC họ cũng đã cho lên đây hết rồi, gọi là chọn lọc rồi. Đấy. Nè nè nè, qua đây ngồi. Đây, đến kênh Chưa VTV có Cần tiền Thơ nhé. này thì gọi là để HD này. Đấy, mai này mà có sự kiện thể thao thì xem thì được. Đấy. Rất là hay. Một cô máy biết nói, biết lắm. Rồi. À, bằng sự đối Đây, xử. mình cứ lướt qua thôi, đến cái kênh trả tiền thì mình cứ lướt để cho các bạn xem qua thôi. Đấy. 9 mét. Này, mình chỉ À, riêng đặc là biệt cục cục là nhà kênh tôi. VTV5 là kênh HD các bạn ạ, Máy xem biết nói. nét phết. Đấy. Đó đã. Kênh VTV5 là Sau hay đó trực tiếp sự thì kiện thể thao ấy thì xem khá là nét luôn. tập Thôi, coi trung như vào là hết rồi đấy. cái Đến sản đoạn phẩm này là thị kênh trường đang cần quảng bá rồi, đấy, trên vệ tinh rồi, sau các sau kênh cái tỉnh việc rồi. là Thì mình cũng không lướt làm gì cả, tại vì hầu kết như hợp nếu mà với ai mà xem ca cộng chuyên hoặc là môn lắp đầu thu quảng sản bá phẩm thì nguyên đều liệu biết rồi, thì có mình cũng không làm, nhân không công giới thiệu qua nữa. cái tay Đó, nghề chỉ có của ngần địa đấy kênh phương thôi. để phát triển sản xuất, cùng với đó là chỉ đạo các địa phương là kết nối. Okay, sau một ngày sử dụng mình có đánh giá một vài chi tiết như sau. Đó là thứ nhất là về giá cả thì chắc chắn là 30.000 một tháng là rất là rẻ rồi, nó cũng chỉ ngang với AVG thôi. Nhưng mà AVG hiện nay thì gọi là mất hết các kênh VTV cáp rồi, chỉ còn một số kênh cơ bản thôi. Còn VTC thì dù 30.000 thì có được đủ các kênh thể thao để cuối tuần mình có thể xem được các giải đấu hay ấy. Ví dụ như là ngoại hạng Anh này, League One này của Pháp ấy, hoặc là Serie A của Italy đấy, hoặc là các giải đấu gôn đủ thể loại đấy. Nhược điểm thì đó là do là 30.000 thì mình nói vui gọi là 30.000 mình xem được 3 kênh nước ngoài thôi. Đấy, rất là thiếu kênh nước ngoài để có thể phổ cập các chương trình giải trí quốc tế dành cho ví dụ như người ở các vùng nông thôn hoặc là các tỉnh miền núi. Đấy, chỉ có rất nhiều kênh Việt Nam. Mong là trong thời gian tới thì VTC sẽ tăng kênh nước ngoài lên để có thể nhằm nâng cao nhu cầu giải trí của mọi người ấy. Đấy. Đấy, về giá cả nha là rất là rẻ, 30.000. Còn về đối tượng sử dụng thì sẽ dành cho ai? Thì tất nhiên là
do là nhu cầu giải trí một cách thiết yếu và cơ bản ấy, là các kênh ví dụ như là VTV1, VTV3 hoặc là các kênh thiết yếu của nhà nước, ví dụ như là kênh Thông tấn này, kênh Nhân dân này, kênh An ninh này, cái kênh Quốc phòng, thì đầy đủ các thông tin trong nước, thì những đối tượng như là bố mẹ hoặc là cô dì chú bác đấy mua về tặng để lót cho cô dì chú bác thì họ sẽ là những đối tượng đấy để có thể xem được. Ví dụ như mà đối tượng như người trẻ như mình đây hoặc là các gia đình trẻ thì mua về thì lắp thì cũng được xem, gọi là đi làm về mệt mỏi thì mở lên để xem các thông tin thời sự ấy, xong rồi là tối xem phim truyện thì được. Còn nếu ví dụ như mình mà ví dụ nhu cầu mà xem các kênh nhiều hơn, ví dụ như AXN hoặc là CNN, BBC thì thực sự thì xem nó hơi nghèo nàn một tí. Thì do 30.000 thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi được hơn được. Còn tất nhiên là khi mà mua về thì chúng 600.000, hơn 600.000 này mua về là chưa có chảo đâu các bạn nhá. Nên là nếu mà ai mà có điều kiện lắp thì sẽ phải bỏ thêm tiền để mua chảo và thuê người để lắp ấy. Còn nếu mà ai mà đã biết lắp rồi thì không nói làm gì cả. Đấy. Thực sự thì đây cũng chỉ là để lắp cho vùng núi thôi, những nơi mà sóng mặt đất không phủ sóng đến ấy, thì vệ tinh là một lựa chọn phù hợp để lắp. Đấy. Không phụ thuộc vào internet, tức là họ chỉ cần một xem chất lượng một cách ổn định mà không bị gián đoạn ấy, thì đây là một giải pháp để có thể lắp. Thôi, nói chung là bài đánh giá của mình thì cũng đến đây là hết. Hy vọng là sẽ giúp ích cho những ai đang có dự định hoặc là đang có nhu cầu muốn lắp VTC. Và xin nhấn mạnh một lần nữa, đó là mình không hề nhận tiền quảng cáo. Nên là đây là mình đánh giá một cách khách quan và chi tiết nhất. Đây cũng là những ngày cuối năm của năm 2023 thì xin chúc tất cả mọi người khi xem video này có một năm mới thật nhiều sức khỏe, đấy. Mọi công việc đều thuận lợi và thành công. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.